Chiều qua, Tổng Công ty Truyền tải Điện Việt Nam đã đóng điện thành công đường dây 500 kV mạch 3 đoạn từ nhà máy nhiệt điện Nam Định 1, phố nối Hưng Yên. Đây là dự án thành phần thuộc dự án đường dây 500 kV từ Quảng Trạch đến phố nối. Dự án đóng điện thành công đúng dịp kỷ niệm 79 năm ngày cách mạng tháng 8 và chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Đúng 16 giờ 30 phút ngày 19 tháng 8, sau hơn 70 thao tác khớp lệnh giữa điều độ Việt Nam và điều độ 4 tỉnh có dự án đi qua gồm Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và tỉnh Hưng Yên, việc đóng điện toàn mạch thành công góp phần đảm bảo tiến độ khánh thành bàn giao và vận hành hệ thống trong ngày 29 tháng 8 tới đây. Khi dự án mạch 3 đưa vào vận hành ấy, thì sẽ làm tăng cái giao diện khu vực miền Bắc và miền Trung thêm 2.400 MW. Về trong tương lai thì cái vai trò của dự án này hoàn toàn hết sức có ý nghĩa. Tức là nó làm cái cơ sở để kết nối các cái hệ thống lưới điện của các tỉnh còn lại của đồng bằng sông Hồng. Đây cũng là một cái tiền đề phát triển các điện gió ngoài khơi. Dự án đầu tư xây dựng mới đường dây 500 kV mạch 3 dài gần 127 km đi qua địa phận 4 tỉnh là Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên. Trong đó, tuyến đường dây đi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên dài khoảng 11,5 km với 34 vị trí móng cột thuộc địa bàn thị xã Mỹ Hào là 21 vị trí và huyện Văn Lâm là 13 vị trí. Để đảm bảo tiến độ công trình, bên cạnh sự nỗ lực của các cấp chính quyền tỉnh Hưng Yên trong công tác giải phóng mặt bằng, dự án đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân. Chúng tôi được sự hỗ trợ rất là sát sao của lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã phối hợp cho việc giải phóng mặt bằng phát sinh trong quá trình thi công, thì tỉnh cũng luôn luôn hỗ trợ huy động các lực lượng tham gia thi công. Trong 11,5 km đường dây 500 kV qua địa bàn tỉnh Hưng Yên có 4 gói thầu xây lắp từ gói số 64 đến gói thầu số 67. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 hoàn thành góp phần cung ứng đủ điện cho khu vực miền Bắc trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên.